Mến chào buổi sáng tất cả quý vị khán giả nha. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2023. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Đình 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Hôm nay thì mình thấy là ở công trường của cầu Mỹ Đình 2 rất là nhộn nhịp luôn. Đầu tiên ở phần đường dẫn phía bên bờ Vĩnh Long, hôm nay thì mình thấy là xe cuốc, xe tẩu, rồi xe lưu cũng như là những cái xe chuyên dụng đang thi công ở cái phần đường dẫn này rất là nhiều luôn, để mà đảm bảo cuối năm nay sẽ thông xe cầu Mỹ Đình 2 ha. Thì cái phần đường dẫn này thì mình thấy là các anh cũng thảm nhựa cũng gần xong rồi mà chưa có cái kẻ cái vạch phân làn. Còn ở phần đường dẫn của bờ Tiền Giang thì các anh đã kẻ vạch phân làn, thảm nhựa xong xuôi hết rồi ha. Thay đổi nhiều nhất vào sáng ngày hôm nay đó là ở trụ T16 và trụ T17. Đầu tiên ở trụ T17 thì các anh đã lắp đặt rất là dày đặc sắt thép ở trên cái trụ T17 này ha, để mà chuẩn bị cho cái quá trình bơm bê tông sắp tới ha. Đây cũng là nơi neo ba cái bó cáp dây văng cuối cùng 14, 15, 16 ha. Thì cả nhà mình xem là cái phần sắt thép quá trời. Rồi các anh công nhân, các anh kỹ sư đang đứng ở vị trí này rất là nhiều luôn ha. Làm việc ở đây rất là đông luôn. Mỗi ngày thì các anh làm 3 ca, sáng, chiều rồi buổi tối luôn ha. Lúc nào cũng có các anh công nhân kỹ sư làm việc ở công trường cầu Mỹ Đình 2. Còn ở trụ T16, vào chiều ngày hôm qua thì các anh đã trượt xe đúc ra bên ngoài và 4 cái cục bót, 4 cái ống dẫn hướng neo cáp dây văng số 12 cũng đã được đặt vào vị trí của 4 gốc ở cái phần xe đúc số 12 ha. Đây của chú anh chị xem những cái khẩu đợi bác đã lên nòng rồi ha, để chuẩn bị kéo cáp dây văng số 12. Thì có thể là trong hôm nay thì các anh sẽ căn chỉnh cái ống dẫn hướng này. Mỗi cái ống dẫn hướng này là mỗi cái ụ neo này nè nặng khoảng mười mấy tấn ha, 15-17 tấn thì phải, rất là nặng luôn. Các anh căn chỉnh lại cho nó đúng cái chính xác, đặt đúng cái vị trí rồi bắt đầu là sẽ tiến hành kéo cáp dây văng số 12 đó. Còn cái phần cáp thì các anh đã hàn ống này kia rồi, những cái cuộn cáp, những thiết bị căng kéo cáp số 12 thì các anh đã chuẩn bị sẵn sàng xong xuôi hết rồi, chỉ chờ là căng chỉnh thôi là sẽ tiến hành kéo cáp ha. Thì theo mình suy đoán thì có thể là ngày mai hoặc là ngày mốt thì các anh sẽ tiến hành kéo cáp dây văng số 12 ha. Thì thường là mình thông thường ha, mình thấy là khi mà trượt xe rồi là một ngày sau là các anh sẽ tiến hành kéo cáp liền ha cô chú anh chị, rất là mau luôn. Còn mọi người xem ở trên mặt cầu nè, đây là những cái dầm thép, những cái lồng mà thép mà nằm ngang á, thì được các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Trung Nam làm sẵn ở trên mặt cầu ha, bô thép thép sẵn ở trên mặt cầu hết. Rồi khi nào mà trượt xe đúc ở bên ngoài rồi thì các anh sẽ hạ, mỗi bên là sẽ có hai cái lồng thép như vậy ha, hạ xuống để cho cái phần xe đúc nè. Đứng ngay tại vị trí này thì thấy cái ống dẫn hướng rất là rõ luôn. Mình đang đứng ở cầu Mỹ Thuận 1, mình nhìn qua đó thấy rất là rõ. Còn đây, ngay tại vị trí nhìn góc rộng á, thì cả nhà mình thấy là trụ T15 và trụ T16 của bờ Vĩnh Long rất là gần lại với nhau rồi. Thì có thể là ngày mai thì ở trụ T15 cũng trượt xe 12, dầm số 12 ga. Vậy thì tổng là 16 khối dầm, bây giờ đã trượt dầm 12, và bây giờ là còn 4 khối dầm nữa là sẽ hợp long với nhau, cộng với cái đốt hợp long nữa. Thì bây giờ là còn khoảng 90m, gần 100m nữa thôi là hai bên sẽ hợp long nhịp giữa là với nhau ha. Còn dự kiến hợp long nhịp biên phía bên trong bờ này nè, thì khoảng giữa tháng 8 hoặc là cuối tháng 8 này các anh sẽ hợp long nhịp biên phía bên trong ha. Thì bây giờ mình xây rất là gần nè. Đây trụ T17 nè, rất là gần luôn. Bây giờ trượt xe đúc một lần nữa thôi là xe đúc của dầm số 13 là sẽ gặp trụ T17 ha. Đó, lúc đó là cáp dây văng sẽ liên lạc lại với nhau luôn đó cô chú anh chị ơi. Các anh tính toán ngắm này kia rất là hay luôn. Đó, cái khoảng giữa này nè, cái khoảng trống ở giữa này là còn 10m nữa thôi, trượt xe đúc một lần nữa thôi là sẽ gặp T17 liền. Và phía bên trong bờ ở đây thì các anh sẽ gác dầm lên ha, để mình ngồi xem còn những cái mố cầu chỗ mà trụ T18 nè, các anh sẽ gác dầm lên để bắt đầu là sẽ lắp đặt sắt thép, đổ bê tông ra dài ha, tiếp tục hợp long với trụ T17 ở trong này.
Còn phía bên dưới chỗ mà bờ sông nè, cái chỗ ngã ba này nè, thì các anh đang tiến hành thi công đóng cọc bờ kè, thi công cái bờ kè ha, để mà bảo vệ cái bờ sông. Còn đây là xà lan chở cái cẩu màu đỏ đỏ nè, đưa vật tư thiết bị lên cái trụ T17, phải nói là khủng khiếp, không biết bao nhiêu tấn sắt thép mà nói. Thì cũng có những cái video trên TikTok á, thì các anh cũng có chia sẻ là khoảng 400 tấn sắt thép để cho mình thấy khủng khiếp không. Trời ơi, 400 tấn. Bởi vậy á, mọi người thấy từ khoảng 2 tuần nay rồi thì các anh chỉ tập trung làm việc ở trụ T17 này rất là nhiều, sắt thép đưa lên liên tục mà. Ở gì 400 tấn là cũng có thể đó cả nhà ơi. Mấy hôm trước thì các anh thử tải tới 700-800 tấn mà. Một khối bê tông như vậy là 5 tấn đi, mà các anh để 100 mấy chục khối bê tông như vậy lên để mà thử tải, rồi bắt đầu là hạ tải, bắt đầu là mới lắp đặt cốt thép trên cái dàn giáo màu đỏ đỏ này ha. Mình thấy cái những cái ống trắng trắng đó, đó là những cái ống dẫn hướng của cáp 14, 15, 16 ha, rất là gần lại với nhau. Đó, từ dầm số 1 đến dầm số 2 là 10m, nhưng mà từ cái khối dầm K14, 15, 16 này như là ba cái khối dầm này thì nó khoảng 10m thôi. Như các anh gọi đây là cái dầm cục. Thì họ có thể là trong ngày mai hoặc là ngày mốt thì có thể là các anh sẽ tiến hành bơm bê tông ha. Ôi, chỗ này là quá trời sắt thép nè, không biết là bơm bê tông bao nhiêu mà khói bê tông mà nói. Còn ở trụ T15 của bờ Tiền Giang thì ngay tại vị trí cái bệ trụ phía bên dưới thì mình thấy là xà lan của công ty bê tông đường thủy đang tập trung ở đây, thì cũng như là xà lan bên kia có những cái ô mà tròn tròn cao cao lên đó, cái đó là chở xi măng để mà cung cấp qua cái trạm số 6 để mà chuẩn bị cho cái quá trình bơm bê tông tiếp tục về cầu Mỹ Thuận 2 ha. Thì cái trạm số 6 này rất là linh động và rất là nhanh luôn cả nhà ơi, thì bơm trộn tại chỗ và bơm linh liền luôn ha, nên là chất lượng bê tông rất là ok và cũng như là đẩy nhanh được cái tiến độ của công trình ha. Mỗi lần cung cấp bê tông, cung cấp cái xi măng hay mình nhập, mỗi lần cung cấp xi măng như vậy thì cái trạm số 6 này có thể là sử dụng bơm khoảng được 1.200 mét khối bê tông ha, khoảng hơn 1.000 khối. Rồi bắt đầu là khi nào mà hết xi măng rồi thì bắt đầu là sẽ có những cái trạm, những cái xà lan mà chở cái khoang mà tròn tròn cao cao như vậy nè, bắt đầu là sẽ cung cấp xi măng qua tiếp tục ha. Thì xi măng này gọi là xi măng xá, thì sẽ có cái dạng dạng bột, nó rất là nhẹ, thì các anh sẽ nén khí vào. Sử dụng áp suất để mà bơm qua cái trạm số 6 ha. Rồi cái trạm số 6 này 1 giờ thì có thể là bơm được khoảng 180 mét khối bê tông. Rất là mau luôn ha cả nhà ơi. Vừa trộn rồi bơm lên liền luôn, nên là chất lượng bê tông rất là ok luôn. Còn ở trụ T14 phía bên trong bờ thì các anh cũng đang tiếp tục lắp đặt cốt thép ba thi công ba cái ống dẫn hướng 14, 15, 16. Giống như ở trụ T17 ha, thì có thể là ở trụ T17 bơm bê tông trước, rồi sau đó là mới bơm bê tông ở trụ T14 ha. Rồi sau đó là sẽ hợp long nhiệt biên phía bên trong với trụ T13. Cũng gắt dầm, cũng thi công đổ bê tông, lắp đặt cốt thép đổ bê tông từ từ ra đó cả nhà. Thì ở trong bờ thì hợp long ở nhịp biên trước, rồi sau đó là mới hợp long ở nhịp giữa ha. Do là mình đứng trên cầu các nhà ơi, nên là xe container rồi xe lớn, xe khách đồ chạy á, nên là nhiều khi á, mình đứng mình ở cái cầu nó cũng có cái đầu nhịp nè, ngồi xem nè, chạy liên tục thì cái cầu nó cũng có cái đầu nhịp, nên là khi mình quay video á thì nó cũng hơi rung, hơi lắc một tí, nên là mong cả nhà mình thông cảm ha. Ngay tại vị trí cái phần đầu xe đúc này thì mình thấy là các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Trung Chính cũng đang kéo cáp dưỡng lực, cũng như là sẽ lắp những cái thanh ray chuột dọc, rồi những cái thanh mà nằm ngang đó để mà giữ xe đúc lại, rồi những cái thanh ray chuột mà nằm dọc đó thì có thể đặt cái kích thủy lực phía bên trong sẵn sàng để mà chuẩn bị cho cái quá trình chuột xe đúc ra bên ngoài thi công tiếp tục khối dầm số 12 ha. Mà trước khi chuột thì các anh căng cáp một lần nữa, căng cáp 11 lần nữa rồi bắt đầu là mới chuột ra hai cô chú anh chị. Hôm nay gió quá trời luôn, nên là trong video nó có hơi ồn, nó hơi hù gió nó thổi á, nên là rất là mong mọi người thông cảm ha. Thì hôm nào mình gió ít thì mình sẽ quay quay lại âm thanh nó rõ hơn cho cả nhà mình xem. Nó quá trời gió.
người xem này, anh công nhân kỹ sư của đường đường cấp Duy Văn đang di chuyển xuống nè, từ trên đỉnh tháp di chuyển xuống nè, các anh chuẩn bị kéo cáp 12. Có thể là ngày mai là ngày chủ nhật nên có thể là các anh sẽ tiến hành kéo cáp ha. Còn ở trên mặt cầu là những cái xe chuyên dụng của đơn vị cáp Duy Văn đang đưa những cái cuộn cáp, những cái thiết bị về cáp, ga, vị trí ở gần ở chỗ khối dầm số 12 để mà chuẩn bị kéo cáp số 12 ha. Đây, xe đang đưa ga nè. Thì theo những cái thông tin của các anh kỹ sư về cáp Duy Văn có chia sẻ thì cáp 11 là dài gần 140m rồi ha. Thì cáp 12 này chắc dài gần 150m. Rất là dài luôn cả nhà ơi. Thì cáp ở trong bờ do có một cái độ dốc xuống thì nó sẽ dài hơn ở ngoài mặt sông một tí. Nhưng mà chắc khoảng 145, 147, 148 gì mét, gần 150 ha. Càng về sau thì cáp càng dài và càng về sau thì số lượng cáp trong mỗi bó là càng nhiều hơn, rất là nhiều luôn. Nên là cái quá trình đưa những cái ống cáp vào vị trí ở đầu trên và đầu dưới thì nó hơi lâu hơn bình thường. Rồi cái quá trình luồn cáp thì nó cũng dài hơn. Nên là bình thường các anh luồn cáp, căng cáp thì khoảng 1 ngày rưỡi là xong. Nhưng bây giờ có thể là gần 2 ngày mới xong ha. Trung bình là 1 tháng thì các anh sẽ hoàn thành 2 cái bó cáp Duy Văn và bơm bê tông hoàn thành 2 khối dầm. Thì bây giờ dầm 12, 13 là vô bờ rồi. 14, 15, 16 rồi bắt đầu thì sẽ gác dầm từ từ hợp lòng. Hôm trước mình có đi lên cái chỗ chạy xe đó, lên cái chỗ mà khối trụ T19 đó cô chú anh chị, đứng ở trong á, trụ T18 ở ngoài, đứng ở chỗ trụ T19, mình nhìn ra phải nói là mặt cầu rất là rộng luôn ha, tới 27-28m lận, có 6 làn đường mà, mỗi bên này 3 làn, nhìn rất là rộng luôn. Và đứng ở trên đó thì nhìn các anh làm việc rất là rõ luôn, nhưng mà do là cũng còn sợ nên là mình không có quay được lâu cho cả nhà mình xem. Để hôm nào mà xong xuôi hết rồi thì mình sẽ quay sau cho cả nhà mình xem ha. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2023. Đó là những cái tiến độ mới nhất ngày hôm nay. Thì cũng hy vọng là các cô chú anh chị lúc nào cũng sẽ đồng hành với những video của mình. Khi mình đăng những video mới thì cả nhà mình có thể là cập nhật ngay được những thông tin mới nhất về cầu Mỹ Thuận 2 ha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và đón xem video tiếp theo của mình nha. Bye bye. Bây giờ mình di chuyển xuống cả nhà ơi. Mình đứng ở trên cầu Mỹ Thuận 1 mà gió quá trời, với lại là xe nó chạy nhịp, mình cũng sợ, mình không có dám mà đứng ở đây nhiều. Xe khách này chạy qua nè, nhịp cái cầu luôn ha. Mà nhịp cái độ nhịp thì nó cũng vừa phải thôi cả nhà, nhưng mà nó cũng rung cái điện thoại. Đó, còn Mỹ Thuận 1 thì hình như là cũng 16 bó cáp Duy Văn các nhà ơi, để mình đếm nữa nha. 13 cái bó cáp cuối cùng, 11 là 4 5 6 7 8 8 rồi. Rồi 9 10 11 12 13 14 15 16. Cũng 16 bó cáp Duy Văn đó cô chú anh chị. Nhưng mà còn Mỹ Thuận 1 thì nhỏ hơn còn Mỹ Thuận 2 do là có chỉ 4 làn đường xe cơ giới chạy bên ngoài và 1 làn đường dành cho người đi bộ, xe đạp chạy bên trong. Xe Honda vẫn chạy ngoài luôn ha. Là nó cũng hơi nhỏ. Còn ở cầu Mỹ Thuận 2 là cầu cao tốc là có 6 làn đường. Rồi, hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye.